Chúng ta sẽ học kể chuyện đã nghe đã đọc tuần 15. Một, dựa theo lời kể của cô giáo thầy giáo, em hãy thuyết minh cho nội dung mỗi bức tranh dưới đây bằng một hoặc hai câu. Chúng ta có 5 bức tranh. Tranh 1. Bác đánh cá kéo lưới cả ngày, cuối cùng được mẻ lưới có một chiếc bình to. Bức tranh 2. Bác đánh cá rất mừng khi cầm cái bình, bác nghĩ đem chợ bán cũng được khối tiền. Bức tranh 3. Bác cạy nắp bình thì bỗng nhiên có một cột khói đen tuôn ra rồi tụ lại, hiện nguyên hình một con quỷ. Bức tranh 4. Con quỷ nói bác đánh cá đã đến ngày tận số. Bức tranh 5. Bác đánh cá lừa con quỷ chui vào bình, nhanh tay đậy nắp, vứt bình trở lại biển sâu. Hai là kể lại toàn bộ câu chuyện. Ngày xưa có một bác nông dân đánh cá, tuổi đã cao. Một hôm, bác ra biển quăng lưới, suốt cả ngày không có lấy một con cá nhỏ. Trước lúc ra về, bác quăng thử mẻ lưới cuối cùng. May mắn, bác kéo lên được một cái bình bằng đồng, miệng gắn chì, kín mít. Bác mừng lắm, nghĩ bụng, cái bình này đem chợ bán cũng được khối tiền. Bác cậy nắp bình xem bên trong chứa cái gì mà nặng thế. Nắp bình vừa bật ra thì một làn khói đen kịt tuôn ra, bay thẳng lên trời rồi tụ lại, hiện nguyên hình một con quỷ dữ. Hắn nhìn ông lão và nói: nhà ngươi đã đến ngày tận số. Bác đánh cá mắng lại con quỷ: Ta cứu ngươi mà ngươi còn đòi giết ta à? Con quỷ nói: ta là một hung thần, vì phạm tội bị trời đày phạt nhốt vào cái bình này. Ta thề rằng người nào giải thoát cho ta, ta sẽ cho người đó giàu có, sung sướng. Nhưng chờ mãi, không ai cứu. Ta đổi lại lời nguyền, kẻ nào cứu ta, kẻ đó sẽ phải chết. Vậy nên, người phải chết. Nghe con quỷ nói năng láo xược, bác nhanh trí bảo: thôi được, chết cũng không đáng sợ, nhưng trước khi chết ta muốn biết một điều, ngươi to lớn như thế làm sao chui vào được cái bình bé tí này? Ngươi không tin ư? Không thể tin được, trừ khi ta nhìn thấy tận mắt chính ngươi chui vào cái trong bình. Nói rồi con quỷ rùng mình biến thành cột khói đen chui tuột vào bình. Tức thì bác đánh cá lấy cái nắp bằng chì nút chặt bình, vứt trở lại biển sâu. Thế là kẻ ác vĩnh viễn nằm dưới đáy biển.